Cho mời má dùng cơm. Nó coi bộ cũng tươm tất quá ta. Chồng bay đâu rồi? Dạ con biết nữa má. Làm vợ mà không biết chồng mình ở đâu? Dạ con qua con nghe nói anh Khanh ảnh sáng sớm đi coi đồn điền của Thái Điền nữa. Con mời má về nhà. Con có chuyện muốn nói với má. Đã trong cái thời gian mà con về con làm dâu nhà má tới giờ á, dạ, con thấy con cũng chưa có làm tốt cái bổn phận của con. Thì ngày hôm nay con muốn nói với má là con cho con xin lỗi. Dạ, có vừa mốt để con sửa đổi bản thân, để con làm dâu hiền vợ thảo, để cho má vừa lòng. Làm được hắn nói. Dạ. Thì tao cũng không có muốn để cho thiên hạ nhìn vô mà nói bà mẹ chồng ác độc. Thì miễn sao bên sống hòa thuận được thì cứ sống. Mà quên nữa, công việc của ông Khanh lúc này rất là nhiều, cho nên là coi ráng mà phụ coi sóc với chồng mình. Đừng có để cho nó lao lực lao tâm quá sức. Nhà đã không có con nói giỏi thì cũng đừng để cho nó dụng tâm quá nhiều. Dạ dạ dạ, con biết rồi má. Cứ chọn cơm đi. Dạ. Chắc bà nghĩ tôi phục tùng bà già lũ đạn. Đúng là bà già hỏi đâm nhìn cái mặt thấy ghét. Bà nghĩ bà ăn có dễ lắm hả? Tôi không bao giờ quên được mối thù mà bà và con trai của bà đã gây ra cho tôi. Dạ. Con làm gì mấy năm? Con đang lặt hoa nè ông ơi. Con lặt hoa hả? Dạ. Ôi, thì sao buổi giờ đi lặt hoa làm cái gì? Cái này công việc của con hàng ngày mà. Công việc? Dạ, dạ đúng rồi. Cái bò đồng đâu? Dạ, dưới trong nhà đó không? Ở trong nhà hả? Dạ, đúng rồi. Ông ơi, ông làm gì con nha ông? Ông có làm gì đâu. Thì, thích ngồi nói chuyện chơi nữa mà. Con mà muốn được bà hội đồng thương chiều nè, ăn ngon mặc đẹp là con phải chiều ông nghe không? Tự nhiên cái con chiều ông, cái bà hội đồng thương con là sao nha ông? Bởi vì ông là làm quản gia trong này là 30 năm trong này rồi. Bởi vì cái lời nói của quản gia là bà hội đồng đều nghe gắn gắt hết, đúng không? Dạ. Muốn được sung sướng trong cái ngôi nhà này là phải chiều ông. Sao vậy? Ông có làm gì đâu mà. Ông đừng có sợ con nữa, ông sợ lắm ông ơi. Có gì đâu mà sợ. Lỡ bà hội đồng thấy là hội đồng la con chết á. Không có la đâu. Dạ. Hội đồng không thấy đâu mà. Thôi ông ơi. Rồi sao? Ông đừng có làm vậy nữa ông ơi. Cũng sợ lắm ông. Có gì đâu sợ nè. Ông ơi, ông ơi. Ông ơi, ông ơi. Ngõ này chạy đi đâu hả? Ông ơi. Mở, mở trời ơi, chú Huy đâu như trong mày vậy? Bé Năm cho anh thương. Thương gì vậy ông Bảy? Đâu có gì đâu, giận chơi với nó chút mà có gì. Nhà này người ăn kẻ ở trong ngôi nhà này. Mà ông làm gì vậy? Có gì đâu, ý là rảnh rỗi tính tiền tính bạc xong rồi ra giận chơi với bé Năm chút xíu. Giận chơi, để tôi với ông nhảy nha. Nhảy không? Ông nhảy kiểu gì?
hả? Ông đừng có nghĩ là ông làm cái vấn đề tôi không biết. Có làm gì đâu, đã già mà còn xấu xí mà còn dê nữa. Có đâu cô, có dê đâu. Đừng để chuyện này tôi nói với anh Khanh hay má chồng tôi biết. Thôi cô đừng nói, giỡn chơi nó chút thôi mà, không chịu thôi. Gì ba đó. Ơi nãy giờ ông sợ giỡn chơi chút. Ông muốn giỡn không? Tôi mà không ra kịp thì ông làm gì nó? Có làm gì đâu, giỡn chơi chút xíu rồi hỏi nó có làm gì đâu. Tốt nhất là ông đừng nên làm gì. Còn mày nữa, đi vô nhà. Dạ. Con ngộ phá đám không? Xíu nữa là được. Phá đám còn hết da được luôn rồi. Ủa? Em làm gì vậy Tú? Dạ em đang hái xoài. Trời đất, cánh đằng liên đụng ơi. Hái không có tới đó, cao quá à. Rồi bây đang không kia nhân hái cho Út vàng. Dạ. Đi. Ơ, mở, mở. Em để có vụ hái xài để bọn đàn dưới quê mà hái hoài. Ê, chạy. Ê, được không? Được. Không được đâu mở. Cao lắm. Tức quá, tức. Ê. Hết hồn chân mẹo xíu nó lỗ đầu rồi. Mà khó vậy ta. Tài ơi. Thằng Tài đâu rồi? Đi làm sao vậy? Sao? Kìa. Dạ thưa mọi bác. Bé coi á, cô Út bay muốn ăn xài kìa. Dạ, diễn xíu con hái cho cô Út ăn nha. Vậy hiền đi. Đem cưa ra cưa cây cho tao. Bớt không mà bà sao gì? Sao cứ cái cây này được, cây này bà hội đồng trồng lâu lắm rồi đó. Bà hội đồng trồng lâu hả? Trồng lâu thì càng phải cưa con nha. Cưa rồi. Mình hái được không chứ mình đừng có cưa để mai mốt mình còn trái ăn nữa. Không, cái cây này giờ là lá rủ kia như thế này rồi nha. Thì chỉ trời mưa gió nó tạt vô mới cong nó sập xuống. Mình nói cưa bỏ đó. Nó ngay cái mặt tiền nhà luôn rồi. Vậy là cưa luôn hả bà? Ừ, cưa. Ê, cưa đi Tài. Lấy cái cưa qua cưa đi. Đó, nhanh lên. Dạ. Đi lấy, lấy đi. Thôi chị vô nhốt nha. Dạ. Lẹ lên đó nha. Bữa nay á, anh đi về nhà nha. Dạ. Ông bà vợ thứ, vợ lớn anh khó không? Nhà khó mà. À, cái chuyện đó hả? Anh thích là cái mấy cái chuyện đó không có vấn đề gì hết trơn em. Đi, dạ. Anh nhận đi. Dạ. Vô em, tới nhà anh này cưng. Dạ. Ủa? Ủa anh Khanh? Ừ. Dạ. Có ai vậy? Đây là tiểu thư nhà vậy con. Dạ. Con dẫn về thì chắc má cũng biết nữa rồi. Ủa? Dạ. Mình mới về hả mình? Dạ. 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 Đi con rồi, đi con. Đây là bạn của con hả? Thì má nhìn mình mới biết rồi. Trời ơi, trắng trẻo, xinh đẹp, nhìn sang động hết biết luôn. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 22 tuổi. Con 22 tuổi hả? Dạ. Nhưng mà nhìn rất là trẻ nha. Trời ơi, coi làn da trắng kìa. Trời ơi, mặt mày tròn. Má nhìn má thích sao? Phải chi mà Khanh nó chưa có vợ là cỡ nào mà má không có cưới con về làm cho làm dâu của bác. Trời ơi, trắng trẻo xinh đẹp làm sao á. Dạ. Nay con mấy tuổi rồi? Dạ con 22 tuổi. 22 tuổi nhưng mà nhìn trẻ nha. Dạ. Rất là trẻ luôn. Con độ rồi má. Ôi, phải chi mà hả thằng Khanh? Mình chọn là sao mình? Thì đây là em của bà. Là sao? Là sao? Thì người này là em của bà thì người này chắc chắn sẽ là vợ. Vợ? Đúng rồi. Sao con không nói gì với má trơn vậy? Đây là vợ mình. Đúng. Mình cưới gì làm thiếp nữa. Đúng. Còn đâu có chuyện gì đâu mà bất ngờ. Còn tôi thì sao mình? Vẫn là mở ba của nhà này. Bà không thích hả? Không. Thì bây giờ á, thì đàn ông mà chăm thê tứ thiếp thì cũng bình thường. Nói chung là mình muốn lấy bao nhiêu vợ ở nhà này cũng bình thường. Tôi nói gì đâu. Biết vậy là tốt. Nói chung là em là biết an phận thủ thường. Em biết
cái giai cấp em ở nhà này sao. Chứ em dù gì em cũng là vợ của mình, thì cũng vợ thứ thôi, em đâu dám quyền lên tiếng. Thì nói chung là mình thích là được. Thì nói thẳng ra luôn, bắt đầu từ ngày mai chính thức con sẽ lấy một người vợ. Má ưng, má chịu. Thì con lấy thêm vợ thì cái cơ hội mà để con nói giỏi tông đường của cái gia đình này có thêm nhiều hơn. Ráng về đây rồi chăm sóc chồng mình, rồi đẻ cho má 5-10 đứa cháu nội gì cũng được. Chứ không như ai kia đem về bao nhiêu lâu nay cái bụng vẫn xẹp lép. Chắc tại khó sanh đâu má ơi, tại vì khi quá làm con người nó từ từ cũng có đâu. Có một câu người ta nói rất là hay, con biết không? Cây độc không trái mà gái độc thì không con, biết không con? Thì nói chung ra là tại vì con không muốn nên là không có, nên mà má không phải nói nữa. Còn kể từ ngày hôm nay con đã dẫn Thư về nhà rồi thì chắc chắn sẽ có con, sẽ có cháu nội cho má bầu. Má khỏi phải nói nữa. Thì nói chung là má ưng mà. Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, dễ thương, nết na thùy mị, nhìn là biết chân có học thức, chứ đâu có như ai kia phường chợ búa mà đem về làm vợ. Má ưng con. Con sẽ không làm cho má với mẹ phát giận đâu. Mấy đứa nha, từ nay cô Thư đây là mợ tư của gia đình này, cho nên là mấy đứa nhớ mợ tư có sai biểu cái gì là phải làm. Để cả con nữa đó. Sao má? Con Thư nó có cần cái gì thì con cũng ráng mà chỉ bảo, con cũng phụ giúp cho bé. Cái đó thì đương nhiên rồi, con đệ thì tôi sẽ phụ mình để dạy bảo cho em nó. Chứ dù gì em cũng nói là vợ của chồng con. Bây giờ con cũng là dạy dặn chị, giờ con không được gì đâu. Thì con nãy con chỉ dạy cho em nó. Biết vậy thì tốt. Nãy giờ bà nó nói nãy như dạ, dạ. Phải từ bữa nay cô Thư có kêu cái gì là phải làm, nghe rõ chưa? Vậy thôi má, con đi ra sao? Con tắm đi đi con. Con có mệt không? Con nhả đây chưa con lại? Vậy đứa nào? Đứa nào? Đứa nào để đứa nào không vậy? Dạ đó, con muốn thả mà. Dạ dạ thưa cậu, mở cửa chạy ra ngoài với cậu. Dạ, có cái cửa thôi mà tụi bay không có phá là được. Dạ dạ cậu ơi, con xin lỗi cậu, tại vì sáng con cho mở hai ăn cơm rồi, cho nên con quên kêu phá cửa mà. Em đưa ra đó mình. Ủa tại sao lại đưa mở thay ra? Ủa khoan. Dạ nói lại nghe, ai là người đưa nó ra ngoài? Dạ con thả ra đó má. Ở nhà này có lệnh của thằng Thanh, có lệnh của má chưa hả? Chưa có lệnh của ai, tại sao đưa nó ra ngoài? Trời đất ơi, lần nào cưới vợ mới về cho thằng Thanh nó cũng chạy ra hết trơn á. Là con thấy la quá rồi, sao con sợ rồi xảy ra chuyện gì ở chồng, cho nên con sợ ảnh hưởng tới gia đình mình, cho nên là con để ngay chạy ngoài chơi chút xíu rồi xíu con kêu người. Bây giờ nó chạy ra ngoài đường rồi, ai mà biết đâu đường mà không đậu lại. Thôi đem mà hai vô nhà kho, nói đi vô. Hai đi vô mà hai. Đi vô chồng. Thằng Chánh bữa nay nha, phạt nó đâm đồng cho bà. Thằng Đức đâu? Thằng Đức đâu? Dạ. Mày nói thằng Chánh muốn bao nhiêu hẹn đâu? Mình có cái chuyện gì đâu mà cái chuyện đó không mà cũng quánh người ăn cái ở. Chưa hỏi đổi cô. Hay là muốn thế nữa. Cái đó gì đâu, nãy chưa nói gì luôn, này luôn. Ai nói gì đâu. Mày mới từng nói đúng không? Dạ. Không, ai nhập em không có nói gì chân mình ơi. Mày chứ con bé Từ không có cho con hai chạy ra một lần nữa nghe chưa. Còn một lần nữa thì tụi mày cái chân đi không nổi. Dạ. Thôi được rồi, con đi vô sau đi. Thôi tụi bay nghe. Dạ. Đi dọn phòng cho mợ Tư, nhanh lên. Đó. Đừng có quan tâm tới nha. Dạ. Về con cứ thoải mái, ở đây thoải mái. Không có gì nói má. Má làm chủ cho nha. Dạ. Ở đây, tụi bay sắp xếp đồ đạc cho mợ Tư nghe không? Dạ. Má vô nha, má vô phòng nha. Má vô.
Cũng vui ha chị ba. Có gì đâu, gì anh cũng cưng lấy vợ cũng vui mà. Dù gì cũng là người một nhà hết trơn rồi, từ mình cũng về đây mình cũng làm người một nhà, không phải không? Đúng rồi, cho nên là thì thôi thì khi người một nhà thì để chị rót trà cho muốn nha. Rót nhiều nhiều nha chị ba. Ủa, chị đang quánh em đó hả? Ủa, quánh không? Không, em không có thấy. Em thấy gì không? Mày quánh luôn, không phải quánh luôn, không có nhận đâu. Có quánh nào không? Dạ, không. Là không hề quánh luôn. Nói chỉ cần biết nè. Cho dù bổn cung có thất sủng, thì chức vị vẫn cao hơn cưng. Đừng có nghĩ mà vô được cái nhà này mà làm vợ bé, vợ thứ, được chồng chị yêu thương, muốn làm gì làm. Nói với cưng biết, bé thì mãi là bé thôi, không có bự được đâu. Hiểu không cô bé? Hiểu chứ? Hiểu. Quá sướng. Vô chị ba. Dạ. Tôi sắp xếp phòng cho mợ tư của con nha. Phòng là sang sang xíu, lấy hoa hồng, hoa hệ, hoa cúc gì đó, con nhận thọ gì đó, gãi khắp phòng cho kìa các bà. Dạ. Thấy không? Cho mợ tư con ngủ cho nó đẹp, sang trọng, nhí nhảnh. Nó là hồn nhiên. Để tối đêm nay á, mợ tư con động phòng với chồng của mợ. Dạ. Gì đâu á, bước vô nhà bị ăn tán rồi.